có công mài sắt, có ngày nên kim. Ngày xưa có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. Một hôm, trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi, sắt mải miết, mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi, bà ơi, bà làm gì thế? Bà cụ trả lời, bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo. Cậu bé ngạc nhiên, thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được? Bà cụ ôn tồn giảng giải, mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài. Ngáp ngắn ngáp dài, ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán. Nắn nót, viết hoặc làm, cẩn thận, tỉ mỉ. Nguệch ngoạc, viết hoặc vẽ, không cẩn thận. Mải miết, chăm chú làm việc, không nghỉ. Ôn tồn, nói nhẹ nhàng. Thành tài, trở thành người giỏi.